xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube audio Kiếm Hiệp thân mến. mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 41 của bộ truyện tiên hiệp dài tập đặc sắc độc bộ thiên hạ tác giả Thạch Trư, quan trọng đọc thể hiện Khánh Duy. trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ để không mất thời gian Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe Theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc bộ thiên hạ tập 41 ngay sau đây Tiếp theo phần trước lại nói lúc bấy giờ Sài Tuyên tức giận đến ra mặt phát tím Mặt mũi âm trầm Trong mắt của hắn sắt khiến lộ ra không che giấu chút nào cả Lại nói quỷ vương tông Mục Thuyết Sơn Là một trong những đệ tử đắc ký nhất của hắn Tâm ngoan thủ lạt sát phạt quyết đoán Rất được hắn xem trọng Thậm chí không nỡ đưa vào hoàng tuyển ma tông Tính toán bồi dưỡng thành hạ nhiệm tông chủ Hôm nay nghe được tin về cái chết của hắn Trong lòng Sài Tuyên có bao nhiêu đau đớn Đau nhức cùng phẫn nộ cũng có thể nghĩ ra được lúc bây giờ diệp phúc quay đầu lại nhìn về phía xuân dịch thủy thấp giọng mà nói xuân sư thúc tại hoàng tuyền ma tông bọn họ dám động thủ giết người hay sao xuân dịch thủy mang bộ mặt sầu thảm lắc lắc đầu nói đương nhiên là không dám bất quá diệp sư điệt ngươi tạm thời đừng đắc tội những người này vậy nếu như đã sớm đắc tội qua thì sao diệp phúc cười hỏi xuân dịch thủy ha ha cười nói vậy thì không ngại đắc tội thêm lần nữa Rắc thêm muối lên miệng vết thương Chưa lành của bọn họ đi Diệp Phúc mặt mỉm cười Tính tình của Xuân trưởng lão này Có phần hợp khẩu vị của hắn Hắn chợt cảm thấy thân cận hơn rất nhiều Quý Khang ở một bên cao mày Nghe ý tứ của hai người này Chỉ cần là kết thù căn bản Không cần phải đi nghĩ như thế nào Hóa giải thù hận Mà là liều mạng dẫm đạp lên kiều ra Cái này bất kể nhìn thiên như thế nào Thì cũng không nhìn ra được chút vẻ hiền hậu nào cả Xuân dịch thủy vô vỗ đầu vai của hắn Cười nói tiểu tử ngươi còn cần tu luyện cố gắng học hỏi thêm diệp sư huynh của ngươi đi quý khang có chút không quá cam tâm tình nguyện vừa rồi trong miệng xuân dịch thủy diệp phúc vẫn là sư đệ thoát cái đã trở thành diệp sư huynh làm cho hắn có chút khó chịu diệp đại chú, liệu nhớ nhữ của la sắt môn ta hiện tại đang ở đâu liễu thiên huệ chân thành mà đến một quang rơi vào chân người của diệp phúc lộ ra vẻ khẩn trương diệp phúc sắc mặt ảm đạm thở dài mà nói Hey, đúng là trời cao đố kỵ anh tài Liễu môn chú bớt đau buồn đi thôi Liễu thiên huệ sắc mặt đột biến Nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng mà nói Diệp đà chú thật sự là táng tận thiên lương mà Liền tiểu nữ nhân nhu nhược như vậy cũng giết đi Chẳng lẽ không sợ thiên hạ đồng đạo Nhìn không thuận mắt liền liên thủ giết người hay sao Diệp đà chú vui vẻ Nói như vậy đệ tử vương vũ kia của ta cũng chết thảm rồi sao Thanh âm của huyết thần bảo Bảo chủ la ẩn xa xa chuyển đến Diệp Phúc xa xa hưng hắn gật đầu, nghiêm mặt mà nói Bảo chú Vương huynh anh niên tạo thế Bất quá thời điểm ra đi sắc mặt tường hòa Không có một chút thống khổ nào cả La ẩn cười ha ha Buồn vô cớ mà nói Con ta, đệ đệ của ta Đệ tử đắc ý của ta Đều chết ở trong tay Diệp đà chú Diệp thiếu bảo, ta đối với người thủ sâu như biến Bất cộng đái thiên Hắn ngư khí nhẹ nhàng nhưng bất luận kẻ nào cũng đều có thể nghe ra được sự tức giận trong lòng của hắn, Diệp Phúc thản nhiên mà nói: "Hề, hey, kẻ muốn giết người, phải tính trước sẽ bị có khả năng bị người giết. Mấy vị sư huynh sư tỷ này muốn giết ta, bị ta giết chết, chẳng thể trách người khác được." Quý Khang nhìn nhìn xung quanh, chỉ thấy khắp nơi đều là địch, khắp nơi đều là một quang tràn ngập sát khí, mặc dù hắn tâm cao khí thịnh, cũng không nhịn được dùng mình một cái, hắn rung giọng nói: Xuân sư thúc, Diệp sư đệ, à, Diệp sư huynh đến tuyệt cùng giết tinh anh đệ tử của bao nhiêu môn phái vậy? Trưởng lão Xuân Dịch Thủy cũng có chút phát sầu, địch nhân quá nhiều làm cho hắn cũng có chút kinh hồn táng đảm. Hắn thấp giọng nói: "Không sai biệt lắm, có thể tạo thành một môn phái nhỏ." Quý Khang hoảng sợ, trầm mặc nửa ngày, sau đó có chút tự phụ nói: "Giết một số vũ sĩ tu vi thấp kém mà thôi, không coi là anh hùng gì cá. Xuân Dịch Thủy lướt nhìn hắn một cái Lắc đầu nói Ta nói sư điệt người nghe Trong số các vũ sĩ hắn xử lý ở Tây Hoang Không có bất cứ một ai yếu hơn so với người cả Quý Khang trong nội tâm kinh hãi Nhìn về phía Diệp Phúc Chỉ thấy thiếu niên áo lam này tuổi tác không lớn Sắc mặt thậm chí có chút ít non nớt Ở trước mặt rất nhiều tông chủ, môn chủ Sắc mặt vẫn an nhiên như trước Có một loại khí độ làm lòng người hụt hẫng Ngạo khí trong lòng bất giác giảm bớt đi rất nhiều Quý sư điệt người cũng đã biết vì sao giáo chủ tận lực muốn đem tiểu tử này đưa đến hoàng tuyển ma tông rồi chứ xuân dịch thủy thấp giọng nói cũng là bởi vì tiểu tử này đắc tội quá nhiều môn phái thậm chí liền trung châu hạ gia cũng dám đắc tội không tiễn hắn đi giáo chủ cũng không dám chớp mắt ngủ kìa lúc nào cũng lo lắng nhắm mắt lại liền có người giết luôn lên núi hôm nay đưa hắn đến hoàng tuyển ma tông giáo chủ cũng có thể an tâm ngủ ngon giấc được rồi điểm ấy ngươi không thể học hắn được Sao? Người nọ chính là Diệp Thiếu Bảo sao? Mà lúc này ở cách đó không xa Có người nhìn chầm chạp Diệp Phúc thấp giọng mà nói Ta cứ tưởng Vân Môn Sơn Diệp Lão Ma Là Lão Ma đầu tuổi trên 50 tuổi Không nghĩ tới người này còn trẻ như vậy Một thiếu niên tuổi 14, 15 tuổi Cỡ tương đương với Diệp Phúc liền nhìn Diệp Phúc lắc đầu cười nói Nghe danh không bằng gặp mặt Người này tu vi không cao Có thể giết nhiều hào thủ như vậy Bản vương thì đơn giản dựa vào hai điểm này Đầu tiên là hắn người mang trọng báo thứ gì là nhục thể của hắn cường hoành dùng tu vi của hắn mà nói thì người mang trọng báo mà không thể phát huy được quy lực của trọng báo về phần thân thể cường hoành rất nhiều vu pháp cũng có thể khắc chế được người bên cạnh hắn nghe xong đều gật đầu bọn họ đều là tinh anh đệ tử của các môn các phái kiến thức bất phàm tự nhiên biết rõ trọng bảo không dễ phát huy uy lực dùng chân nguyên kỳ tu vi rất khó mà thúc giục mà thân thể cường hoành càng có rất nhiều pháp môn để khắc chế không biết có bao nhiêu loại vô pháp chuyên môn vì đối kháng với thân thể cường hoành mà nghiên cứu chế tạo ra. Hợi vương gia, người đối với Diệp Thiếu Bảo kia thấy thế nào? Lâu thuyền ngừng lại tại chỗ, ba vị đệ tử của đại tần hoàng tộc đứng ở đầu thuyền nhìn quét mọi người. Một trung niên vũ sĩ có vẻ là thị vệ đứng ở phía sau bọn họ cười hỏi một hoàng tộc trẻ tuổi. Thanh niên hoàng tộc kia tên là Thiệu Hợi, mỉm cười nói. Ừ, thực lực của hắn coi như không kém, trong cùng một thế hệ ít có đối thủ một hoàng tộc thiếu nữ ở bên cạnh cười nói chỉ là không kém mà thôi nàng anh khí bừng bừng phấn chấn cười vang mà nói thực lực của các vũ sĩ phải xem năm phương diện thứ nhất là tu vi thứ hai là vu báo thứ ba là vô pháp thứ tư là nguyên thần thứ năm là kinh nghiệm theo tuổi mọi thấy trong năm phương diện đó thì diệp thiếu bảo này chiếm ba mặt rồi vu báo vô pháp cùng kinh nghiệm đều cực kỳ không sai nhưng tu vi của hắn không cao nguyên thần ảm đạm đừng đi hẳn là tự mày mò không có trải qua hệ thống tu luyện gì cả. Thế nhưng bởi vậy cũng là tài năng có thể đào tạo được. Ngọc Xanh Mội mũi nói được đúng vậy. Một hoàng tộc đệ tử khác tên là Triệu Du đôi mắt ôn nhuận như Ngọc cười nói. Diệp Thiếu Bảo này xác thực không có trải qua hệ thống tu luyện. Trước mặt đệ tử của một số môn phái, thế gia nhỏ bé kia có thể xưng hùng nhất thời được. Nhưng đứng trước đệ tử của những thế gia có nội tình thâm hậu, chỉ sợ sẽ có chút thua thiệt chịu kém mà Ở đây rất nhiều người có không ít người cũng có thể làm đối thủ của hắn được. Ba người bọn họ đều là đại tần hoàng thất đến từ vương phủ bất đồng, tuổi cũng không lớn. Giữa những vương phủ này cũng có cạnh tranh, bởi vậy ba người bọn họ tuy là đều tự nói ra cách nhìn của bản thân đối với Diệp Húc, thế nhưng trong lời nói cũng có ý tứ khảo cứu đối phương. Tần hoàng họ Triệu có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, phong làm vương gia. Triệu Hợi đến từ tứ vương phủ, Triệu Ngọc Xanh là quận chúa thất vương phủ, mà Triệu Du thì là thế tử tam vương phủ. Triệu Hợi có vẻ có chút rộng lượng Mỉm cười nói Mặc dù như thế Thực lực của Diệp Thiếu Bảo cũng coi như không kém Là nhân tài đáng giá để lôi kéo đây Nếu là có thể đem người này thu tại dưới trướng Tại trong hoàng tuyển Ma Tông Nhất định là một sự trợ giúp rất lớn Triệu Du cười nói Ta lại cảm thấy Vương chắc kia rất là không tệ Chỉ sợ thực lực còn cả trên cả Diệp Thiếu Bảo Còn về Phật Diệp Thiếu Bảo Vũ sĩ có được danh đầu như hắn cũng chẳng thiếu Không đáng để đặc biệt chú ý tới Ngọc Xanh quận chúa kích động cười nói Hai vị ca ca Chúng ta không bằng thử xem 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 có ai có thể thuyết phục được Diệp Thiếu Bảo này Thu tại di chứng đấy Triệu Hội cười nói Xanh muội có hùng tâm này Vi huynh tự nhiên phụng bồi Lúc bấy giờ Diệp Húc một quang đánh giá chung quanh Trong nội tâm không khỏi thất kinh Lúc này trước khoảng tuyển ma tông Sơn Môn Đã tụ tập tinh anh của trên trăm môn phái Cùng với các thế gia Nhưng lại vẫn còn có người liên tục không ngừng chạy đến Hắn có thể nhìn ra được những người này có không ít người thực lực cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Hắn chứng kiến có một thiếu nữ tuổi còn trẻ, thân mang bảo khí, hiển nhiên người mang trọng bảo, thậm chí liền ngọc lâu đều áp chế không nổi bảo quang tiết ra bên ngoài. Còn có một thanh niên chất phác khác, thần sắc thì đờ đẫn, sắt khí nồng đậm, khiến những người khác đều lui về phía sau, không ai dám can đảm tiếp cận phạm vi ba trượng xung quanh của hắn. Cách thanh niên chất phác đó không xa là một vu sĩ mập mạp đang cười hì hì, quanh thân phát ra sóng nhiệt đằng đằng phảng phất trong cái bụng to như bụng bầu đang cất giấu một cái lò luyện cử đại đang không ngừng thiêu đốt đan điền cùng với thân thể của hắn Hắn là tại tu luyện một loại luyện thể thuật cực kỳ bá đạo lại có một bạch y thiếu nữ lặng lặng đứng ở nơi đó một quang diệp phúc liên tiếp mấy lần theo chân người của nàng đèo qua lại không tự chủ được mà đem nàng xem nhẹ cuối cùng vào lúc mà một quang thiếu nữ này nhìn quét hắn diệp phúc mới thoáng bắt được khí tức của nàng lưu ý đến nàng diệp phúc thần thái nghiêm nghị không khỏi nâng lên tinh thần thầm nghĩ những người này đều là thiên tài hiếm thấy thực lực rất mạnh xem ra muốn trở thành đệ tử hoàng tuyền ma tông cần phải đi qua một hồi long tranh hồ đấu rồi đây ồ người của mộ dung thế gia cũng đến sao đột nhiên có người thất thanh lên tiếng diệp phúc ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cô chiến xa bằng sắt thép từ đằng xa ầm ầm lái tới khi đi vào hoàng tuyền ma tông sơn môn trong chiếc chiến xa bước xuống một thiếu niên thần thái lạnh lùng vẫy tay chiến xa càng ngày càng nhỏ rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đệ tử này của mộ dung gia, tuổi tác không lớn, thậm chí so với Diệp phúc còn muốn nhỏ hơn 1 2 tuổi, tu vi lại cực đoan khủng bố, chân nguyên hóa thành trường hà lao nhanh, mãnh liệt bành trướng. Thực nguyên của hắn trong trường hà hỗn độn đến không chịu nổi, thậm chí còn có một cái đại đỉnh ở trong sông nhộn nhạo, không ngừng đem chân nguyên nuốt vào nhổ ra, hẳn là đã tiếp cận đan đỉnh kỳ cường giả. Có người khó hiểu, thấp giọng mà nói: Mộ Dung Thế Gia, thân là một trong 72 thế gia, như thế nào cũng cảm thấy hứng thú đối với hoàng tuyển ma tông như vậy chứ hey, mộ dung gia mấy năm gần đây đang dần dần truy thoái đã không còn là cái thế gia cổ lão trước kia nữa rồi đến cả hoàng thất cũng phải phái người đến mộ dung gia phái đệ tử gia nhập hoàng tuyển ma tông cũng là chuyện đương nhiên thôi đơn giản là tính toán chấn hưng gia tộc mà thôi có người biết chuyện cười nói ồ oh, ta nhận ra thiếu niên này nghe nói hắn tên là mộ dung thủy, là một dạng yêu nghiệt của mộ dung gia khi hắn được sinh ra trời dáng dị tướng bách hoa tung bay khi tấn thăng làm vũ sĩ đạt được bạch cọc lâu 8 tầng cơ hồ là cấp yêu nghiệt tư chất tuyệt đỉnh có vũ sĩ tin tức linh thông cười nói ta nghe nói một vị tướng quân của mộ dung gia tại tây hoang đại mạc gặp được cao thủ đại hán quốc bị người đánh thành trọng thương sắp chết trở lại lưng châu dưỡng thương kết quả trọng thương không trị được mà chết thậm chí liền thiết thuyết chính kỳ cũng bị một đám vũ sĩ vô pháp vô thiên đoạt đi mất hết cả thể diện Mộ Dung Thủy lạnh lùng nhìn về phía hắn, tế thanh tế khí nói: "Người nhất định phải chết." Ngư khí của hắn trong vắt, mang theo vẻ lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, trực tiếp tuyên bố tử kỳ của tên vu sĩ vừa nói kia. Tên vu sĩ kia cũng là tinh anh đệ tử của một môn phái, sắc mặt kịch biến, sợ tới mức sắc mặt xám ngoét. Mộ Dung Thủy quay đầu nhìn về phía Diệp Phúc, lạnh lùng mà nói: "Mùi sắt lâu năm cùng mùi máu tươi trên thiết thuyết chiến kỳ của Mộ Dung gia ta, là không thể che giấu được rửa không sạch được bởi vậy người cũng chết chắc rồi dứt lời hắn liền ngậm miệng không nói quý khang vượt qua ngăn tại trước người diệp phúc cờ lạnh mà nói mộ dung thủy khi dễ vũ sĩ chân nguyên kỳ tính là cái gì chứ có giỏi người cứ tìm ta mộ dung thủy nhàn nhạt, nhạt quét qua hắn nói sư huynh đừng nói giỡn đối với ngươi ta không có hứng thú Quý Khang chán nản, Xuân Dịch Thủy trưởng lão hảo tâm an ủi nói: à, người bây giờ còn không có danh tiếng, những người này không đem ngươi để ở trong mắt là chuyện đương nhiên thôi." Đúng là như vậy. Quý Khang cũng tự mình an ủi. Đối với uy hiếp của Mộ Dung Thủy, Diệp Phúc chỉ là cười cười cho qua, tiếp tục quét nhìn đám người, tìm kiếm đối thủ đáng chú ý. <laughs> đúng là như vậy. Quý Khang cũng tự mình an ủi. Đối với uy hiếp của Mộ Dung Thủy, Diệp Phúc cũng chỉ là cười cười cho qua, tiếp tục quét nhìn đám người, tìm kiếm đối thủ đáng chú ý. Đột nhiên, một làn gió thơm đập vào mặt, Diệp Húc người thấy mùi hương nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ của hoàng tộc đứng trên lâu thuyền cười nhẹ với hắn, nhẹ nhàng đi tới, nàng khẽ cười nói: "Diệp huynh, lần này đối thủ của ngươi có rất nhiều, ngươi muốn trổ hết tài năng chỉ sợ sẽ có khó khăn rất lớn đấy." Nàng bề ngoài quyến rũ động lòng người, có vẻ có chút nhu nhược, nhưng trong xương cốt đã có một cỗ anh khí thốt nhiên lộ ra từ trong cơ thể, làm cho nhãn tình của người ta không khỏi sáng lên. Diệp Phúc thu hồi một quang giò xét Chắp tay nói Ồ oh, còn chưa có thỉnh giáo Ta là thất vương phú Triệu Ngọc Xanh Triệu Ngọc Xanh thanh tú động lòng người Đứng ở trước mặt của hắn Cười yếu ớt nói Sau đó không nói thêm gì nữa Mà là một quang hữu thần Nhìn ngắm Diệp Phúc phảng phất đang chờ đợi hắn tự động Hướng nàng một thần phục Đầu nhập dưới chứng của nàng à, Nguyên lai like là Ngọc Xanh quận chúa Diệp Phúc nhàn nhạt, nhạt nói ra một câu Hiếu kỳ nói Quận chúa Người cho rằng những người kia có thể làm đối thủ của ta sao Ngọc Xanh quận chúa cho là hắn rụt rè, lúc này mới không lập tức dựa vào chính mình, vừa giận lại vừa buồn cười thầm nghĩ. Xem ra ta không xuất ra chút bản lĩnh, có có thể làm cho hắn tâm phục khẩu phục được. Nàng cười khanh khách nói, Diệp Huynh, chỉ sợ ngươi còn không biết, hoàng gia chúng ta đem thực lực vô sĩ chưa làm ngũ phẩm, dùng ngũ phẩm này để mà cân nhắc thực lực của vô sĩ. Theo thứ tự là tu vi, vô báo, vô pháp, nguyên thần cùng với kinh nghiệm. Cách đánh giá này có thể nói là chuẩn xác nhất rồi. Bất quá Diệp Huynh, ở đây có rất nhiều thiên tài của các môn phái thế gia có không ít người phẩm giai cùng với người cân bằng thậm chí có người thực lực còn ở phía trên ngươi kia diệp phúc không khỏi cảm thấy hứng thú hắn cười nói quận chúa xin hỏi ta là vũ sĩ mấy phẩm vậy tam phẩm ngọc xanh quận chúa dựng thẳng lên ba ngón tay như ngọc cười nói diệp huynh người người mang trọng báo khó có thể che giấu bảo quang hiển nhiên có được trọng báo người chân nguyên trầm ổn vu pháp uy lực hẳn là thật lớn vũ sĩ chết ở trên tay ngươi rất nhiều có thể thấy được kinh nghiệm của ngươi phong phú bởi vậy ngươi là tam phẩm vũ sĩ nàng mỉm cười nói tiếp dùng thực lực tam phẩm của ngươi đủ để vượt cấp khiêu chiến chiến thắng rất nhiều vũ sĩ nhất phẩm nhị phẩm thậm chí có thể đến cả cao thủ hỗn nguyên kỳ đều không phải là đối thủ của ngươi diệp huynh không biết ta nói có đúng hay không diệp húc không khỏi đối với nàng lau mắt mà nhìn triệu ngọc xanh đối với vũ sĩ phân chia ngũ phẩm sắc thực rất có đạo lý Hắn gật gật đầu nói Quận chúa nói đúng Quận chúa Vậy theo ý của ngươi Những người kia ai là tam phẩm vũ sĩ đấy Ngọc xanh quận chúa một lòng Muốn thu phục hắn Nghe vậy cười khen khách nói Diệp huynh Ngươi xem thiếu niên sát khí rất nặng bên kia đi Người này tên là Đàm Khâu Là thiên tử tài đệ tử của vạn kiếm môn Tu vi đã tới hạng nguyệt kỳ Tu vi của hắn tuy so với Diệp huynh ngươi cao thâm không được bao nhiêu Nhưng người này tinh tu kiếm đạo Kiếm ý tinh thuần vu pháp chiếm cứ nhất phẩm hơn nữa hắn người mang trọng báo nghe nói là thanh bá giả trong kiếm mộ của vạn kiếm sơn vu bảo chiến nhất phẩm người này đã từng xâm nhập vạn yêu quật ở trong vạn yêu quật tu luyện kiếm ý kiếm pháp bởi vậy kinh nghiệm chiếm nhất phẩm đàm khâu là tam phẩm vu sĩ là kinh địch của diệp huynh diệp phúc một quang quét tới chỉ thấy đàm khâu giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ mũi nhọn bắn ra bốn phía hai tay không nghe thấy ngoại sự chỉ là nhắm mắt ngưng thần ôn nuôi kiếm khí không khỏi thầm gật đầu Ngọc Xanh quận chúa vừa cười vừa nói Còn tên mập bên kia Tức là Chu Bất Quần Là Phượng Dương Chu Gia đệ tử Chu Gia tại Phượng Dương là thế gia đại phiệt Hắn cũng chiếm cứ tam phẩm Theo thứ tự là Tu Vi, Vu Bảo cùng với kinh nghiệm Chu Bất Quần, Tiểu Lý Tàng Đao Có không ít người chết trong tay của hắn Bị gọi Tiểu Lý Tàng Đao Chu Béo Còn cách đó không xa Là bạch y thiếu nữ kia Là bạn tỉ muội của ta ở bên trong kinh thành Là thứ nữ của phủ tướng quân Bạch Gia Tên là Uyển Quân chiếm cứ tu vi vu báo nguyên thần kinh nghiệm tứ phẩm nàng thiên tư kinh người sở dĩ vu pháp không có đứng vào hàng ngũ không phải là vì vu pháp của nàng không ra gì cả mà là nàng khinh thường tu luyện vu pháp ngọc xanh quận chúa chậm rãi mà giới thiệu từng nhân vật thiên tài của rất nhiều môn phái thế gia cho diệp húc biết giúp cho diệp húc bất chi bất giác được mở rộng tầm mắt trong nội tâm đối với kiến thức của nàng không khỏi bội phục vạn phần ngọc xanh quận chúa thân là hoàng thất tình báo phong phú đối với thiên tài các môn phái đều rõ như lòng bàn tay hứng hắn nói lên những người này thuộc như lòng bàn tay vậy quý khang đứng ở bên cạnh hai người chen miệng nói ờ, xin hỏi quận chúa không biết ta là vô sĩ mấy phẩm vậy ngọc xanh quận chúa hé miệng cười nói quý huynh là nhân tài mới xuất hiện của ngũ độc giáo bất quá lý lịch còn thấp không có vua bảo xuất sắc cũng không có kinh nghiệm chém giết nguyên thần cũng không xuất chúng chỉ có tu vi là hạng nhất thôi bởi vậy quý huynh ngươi chỉ là nhất phẩm vu sĩ Quý khang nghe vậy, có vẻ bị chịu đả kích nhiều, ngạo khí trong lòng thoáng chốc liền mất hết. Xuân Dịch Thủy cũng động lòng hiếu kỳ, lão cười nói: Hơi "Quận chúa, vậy ngươi cho rằng lão phu thì như thế nào?" Ngọc xanh quận chúa ấy nãy nói: "Xuân lão cũng là nhất phẩm vô sĩ, kinh nghiệm phong phú mà thôi." Xuân Dịch Thủy có chút không phục, cái chạy cái cối, "Lão phu đã tu luyện tới đan đỉnh kỳ, như thế nào chỉ là vô sĩ nhất phẩm được, thấp nhất cũng là nhị phẩm vô sĩ chứ?" "Xuân lão" người lớn tuổi như vậy người của tu vi ngang với người cũng không số ít đâu thậm chí có không biết bao nhiêu tu sĩ dù cùng tuổi với người nhưng tu vi thì vượt sang người bởi vậy tu vi nhị phẩm không thể tính được xuân dịch thủy xấu hổ vạn phần hận không thể chảy nước mắt mà chạy như điên lời bình của ngọc xanh quận chúa cực kỳ công bằng tuổi của hắn so với lệ thượng dương còn muốn lớn hơn 20 tuổi tu vi thế nhưng lại xa xa không bằng bọn người lệ thượng dương tu vi nhất phẩm xác thực không thể tính được Vậy quận chúa Mộ dung thủy là vũ sĩ mấy phẩm vậy Diệp Phúc đột nhiên hỏi Miễn cho Xuân Dịch Thủy quá xấu hổ Ngọc Xanh quận chúa khi bình luận về người khác Một mực phong khinh vân đạm Tín khẩu vô cùng Kể cả khi nó đến chi giao hảo hữu bạch uyển quân của nàng Cũng không có bao nhiêu lời thừa nhận Giờ phút này nghe Diệp Phúc nhắc tới mộ dung thủy Lập tức sắc mặt nghiêm nghị nói Yêu nghiệt thiên tài của mộ dung gia Theo ta thấy thấp nhất là tứ phẩm rưỡi vũ sĩ Nàng dựng thẳng lên hai ngón tay rồi nói tù vi nhất phẩm nguyên thần nhất phẩm mộ dung thủy trời cho chắc tuyệt có được 8 tầng ngọc lâu tù vi vừa dũng mãnh tiến năm nay mới 13 tuổi cũng đã tu luyện tới cảnh giới hôn nguyên bát phẩm trong tâm pháp của hắn bao quát chân kinh tinh xảo hóa thần tu luyện nguyên thần cực kỳ tinh diệu nói đến đây nàng lại dựng thẳng lên một ngón tay rồi nói tiếp vù pháp cũng là nhất phẩm thượng cổ dị chủng yêu thú tinh xà mà mộ dung gia nuôi dưỡng tại vù pháp đạt thành tựu cao chân thật đến đáng tin nàng dựng thẳng lên ngón tay thứ tư nói khẽ vu bảo nhất phẩm thế gia đại việt nằm trong 72 đại thế gia như mộ dung gia tuy là xuống dốc nhưng có được số lượng vu bảo y nguyên cực kỳ hùng hậu vu bảo cấp chấn giáo cũng có thể đơn giản cầm được đi ra còn lại bán phẩm là hắn mới ra đời kinh nghiệm chấm dứt còn chưa phong phú bất quá lần này hoàng tuyến ma tông tuyển nhận đệ tử sẽ có một hồi phong vân thực lực của hắn đủ để quét ngang đại đa số đối thủ kinh nghiệm rất nhanh sẽ trở nên phong phú bởi vậy ta mới nói hắn là tứ phẩm dưới vũ sĩ ừ, không bao lâu nữa đâu hắn liền có thể trở thành ngũ phẩm vũ sĩ được rồi quý khang về mặt cầu xin lẩm bẩm nói vừa rồi ta còn hứng hắn khiêu chiến ngọc xanh quận chúa an ủi quý huynh mộ dung thủy nói đối với ngươi không có hứng thú chính là khẳng định đối với ngươi không có hứng thú ngươi không cần phải quá lo lắng đâu còn công bằng đừng có an ủi ta đi quý khang lại càng thêm chú ý bị đả kích muốn chết đi được. Diệp Phúc một quang chấp động rơi vào trên người của Triệu Ngọc Xanh. Hắn cười nói, vậy không biết quận chúa, ngươi là vũ sĩ mấy phẩm vậy? Ngọc Xanh quận chúa mỉm cười, có chút tự phụ, thản như nói. Ngọc Xanh tự nhiên là ngũ phẩm vũ sĩ rồi. Nàng anh khí bức người cười nói, vu pháp, phù báo, nguyên thần, tu vi. Diệp Huynh chắc hẳn không cần phải hoài nghi Ngọc Xanh à. Về phần kinh nghiệm chấm giết khi ta được 8 tuổi lên theo vụ vương đi chiến trường tần hán trải qua chém giết ẩn hiện tại trong đại mạc thẳng đến năm ngoái mới trở lại kinh thành trong thiên hạ nếu bàn về kinh nghiệm chém giết phong phú ta có thể tính là số 1 ở trong số đó rồi diệp phúc đối với nàng cũng có chút bội phục kim chi ngọc diệp hoàng thất như nàng lại cũng trên chiến trường nuôi dưỡng tính huyết của chính mình xác thực khiến người ta phải khâm phục rất nhiều danh môn đại việt đệ tử ỷ vào thân phận của mình sống ăn nhàn sung sướng so với ngọc xanh quận chúa quả thực kém cách xa vạn dặm vậy vậy xin hỏi quận chúa hai vị hoàng huynh của ngươi lại là vu sĩ mấy phẩm ngọc xanh quận chúa lộ ra vẻ trịnh trọng nghiêm nghị mà nói hai vị hoàng huynh này của ta tự nhiên cũng là ngũ phẩm vu sĩ tinh quang trong mắt của diệp phúc bắn ra bốn phía đột nhiên cười nói quận chúa chắc hẳn các vương phủ trong hoàng thất các ngươi cũng có tranh đấu không bằng ta và ngươi liên thủ trong cuộc đại tuyển chọn loại bỏ hai hoàng huynh này của ngươi đi ra ngoài ngươi thấy như thế nào ngọc xanh quận chúa giờ khóc giờ cười đôi mắt lưu chuyển ai nãy mà nói diệp huynh thực không dám giấu diếm mấy đại vương phủ bọn ta xác thực đang tranh đấu gay gắt trước khi đến đây phụ vương nói cho ngọc xanh biết nếu là có thể loại bỏ được hai vị hoàng huynh liền toàn lực mà làm Ừm, có lẽ trong lòng hai vị hoàng huynh cũng có tính toán như vậy bất quá diệp huynh ngươi chỉ là tam phẩm vũ sĩ chỉ sợ còn không có tư cách liên minh với ngọc xanh được đâu nàng nhẹ nhàng cười không bằng như vậy diệp huynh ngươi đầu nhập vào dưới chướng của ngọc xanh ngọc xanh đưa cho diệp huynh một môn pháp pháp môn rèn luyện nguyên thần như vậy đợi một thời gian nữa diệp huynh tất nhiên là tứ phẩm vu sĩ so với đệ tử của những danh môn đại phái kia cũng không yếu hơn bao nhiêu đâu sao muốn ta làm nô bộc cho ngươi sao diệp phúc thản nhiên nói quận chúa diệp mỗ từng làm nô tài một lần không muốn làm tiếp lần thứ hai tiểu đệ mặc dù là bình dân nhưng thích một mình tự do tự tái chuyện đầu nhập dưới chướng của quận chúa vẫn là đừng nhắc lại thì hơn lúc trước đông hoàng mục cũng muốn thu hắn làm nô lại bị diệp phúc quả quyết cự tuyệt trong nội tâm vẫn đối với đông hoàng mục cực kỳ khó chịu nếu không phải ngọc xanh quận chúa cùng hắn nói chuyện rất vui vẻ diệp phúc cũng sẽ trở mặt tại chỗ trong mắt ngọc xanh quận chúa phát ra một tia tinh quang đối với hắn có chút thưởng thức nàng cười nói diệp huynh giết người không chớp mắt thân chịu danh đầu lão ma nghĩ đến ngọc xanh cũng thấy khó có thể thuyết phục được ngươi cũng được ngọc xanh liền tạm thời cùng diệp huynh liên thủ nếu là diệp huynh chống đỡ không nổi tùy thế có thể đầu nhập dưới chứng của ta ngọc xanh như trước rất hoan nghênh diệp phúc mỉm cười gật đầu đáp ứng ngọc xanh quận chúa mỉm cười rời đi hướng một tam phẩm vũ di khác đi đến cư nhiên tính toán lôi kéo thêm càng nhiều nhân thủ dùng thân phận cùng địa vị của nàng lập tức có không ít người cam tâm tình nguyện đầu nhập dưới chứng của nàng mà hai vị thế tử triệu hợi triệu du cũng qua lại trong đám người không ngừng lôi kéo thân thủ. Sau một lúc lâu, hai người nhất tề hướng Diệp Phúc đi đến. Triệu Du đoạt trước một bước, mỉm cười nói: "Một bộ tâm pháp 6 tầng, tăng thêm một quyển yếu quyết rèn luyện nguyên thần, Diệp thiếu bảo, giá cả như vậy có thể mua được ngươi hay không?" Diệp Phúc chậm rãi lắc đầu, ngư khí của Triệu Du phảng phất như đang mua một kiện hàng hóa, làm cho hắn có chịu gấp đôi. Triệu Du có chút không vui, cười lạnh mà nói: "Diệp thiếu bảo, đừng quá xem trọng chính mình như vậy, ngươi còn không đáng đồng tiền đâu bất quá hôm nay tiểu vương ta cầu hiền nhược khát không cùng ngươi sau đó nói đi ngươi rút cuộc muốn cái gì mới bằng lòng trở thành nô tài của tiểu vương đấy trong mắt của diệp phúc hàn quang lập loè, mặt mỉm cười mở miệng cười nói cút triệu du ngây người nửa ngày qua thật lâu mới hồi phục lại tinh thần môi run rẩy tự hồ đang hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không hắn lẩm bẩm nói sao ngươi ngươi bảo ta cút đi sao Diệp Phúc gật đầu, mỉm cười nói: Kỳ thực người có thể đi, cũng có thể bay, hoặc là bò, cũng có thể. Chưa hẳn nhất định là phải cút đi. Triệu Du sắc mặt tái nhợt, cười ha ha, lạnh lùng mà nói: Tiểu tử, người nhất định phải chết. Ta muốn giết ngươi, hiện tại coi như là thiên hoàng lão tử cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu. Sao? Người cũng đang muốn giết ta sao? Có lẽ trước đó người phải luận bàn một chút với mộ dung lão đệ mới được rồi. Diệp Phúc mỉm cười nói, thanh âm đang còn non nớt của mộ dung thủy truyền đến, ngạo nghễ mà nói: "Dù thế tử, hắn là của ta, nếu như ngươi muốn cùng ta tranh, ngươi liền chết chắc rồi." "Vô liêm sĩ, chẳng lẽ mộ dung gia các ngươi muốn tạo phản hay sao?" Triệu Du sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tức giận đến khóe mắt thẳng run, Diệp Phúc cũng là thôi, dù sao cũng là ma đầu vô pháp vô thiên, hắn thật không ngờ, rõ ràng đến mộ dung thủy cũng dám uy hiếp hắn. Mộ dung gia ta chỉ trung thành với hoàng đế chung với triều đình không phải chung với ngươi chết một mình ngươi hoàng đế còn không đến mức bởi vì ngươi mà diệt trừ mộ dung ta ra ta đâu mộ dung thủy phong khinh vân đạm nói dù thế tử nếu còn chưa đi thì ngươi thật sự chết chắc rồi triệu du cất tiếng cười to phải tay áo bỏ đi điểm nhiên mà nói được đợi tí nữa tiểu vương ngược lại muốn xem thử xem đến tận cùng là ai chết chắc rồi dù thế tử bởi vì ngươi khiêu khích ta Hiện tại ngươi thật sự chết chắc rồi Mộ dung thủy ở sau lưng của hắn nói khẽ Tuyên bố tử kỳ của triệu du Diệp Phúc không khỏi dò xét thiếu niên này thêm vài lần Mộ dung thủy tuổi không lớn lắm Nhưng cá tính mười phần rõ ràng Liền hoàng thất thế tử cũng dám uy hiếp Thậm chí tính toán xử lý Một hoàng thất thế tử khác là triệu hợi Thế thế mới cười với Diệp Phúc cũng không có đi Hắn Nguyên cũng tính toán mời trả Diệp Phúc Nhìn thấy Triệu Du đụng phải một cái mũi bụi lập tức biết mình cũng không có khả năng thành công, đơn giản liền không mở miệng. Trưởng lão xuân Dịch Thủy do xét Diệp Phúc rồi lại nhìn Quý Khang sắc mặt sắm ngoét ở bên cạnh, thấp giọng mà nói. Tiểu tử người hiện tại biết rõ vì sao giáo chủ cực kỳ mong muốn đem hắn tống đến Hoàng Tuyển Ma Tông rồi chứ. Tiểu tử này chính là cái mầm tai hóa, đến thế tử của Tam Vương Phú cũng dám đắc tội kìa. Quý Khang thấy Triệu Du đi xa rồi, thế nhưng lòng vẫn như trước cực kỳ sợ hãi, liên tục không ngừng gật đầu, Dạ, giáo chủ, quả là anh Minh rồi, quả là anh Minh. Cũng không lâu lắm, Ngọc Xanh Quận Chúa liền lôi kéo được năm tên vu sĩ nhất tề đi tới. Ngọc Xanh Quận Chúa hướng hắn giới thiệu nói. Diệp Huynh, vị này chính là chú bất quần chu Huynh. Diệp Phúc chắp tay cười nói. Vân Môn Sơn Diệp Thiếu báo xin bái kiến chu Huynh. chu bất quần cười nở ra hai đóa hoa, hoàn lễ, lên tiếng nói. Diệp lão đệ, gọi ta chú béo là được rồi. Người này quả thực béo đến kinh người, so với Chu Thiên Cương trong La Phù Đảo tứ quân tử còn muốn mập gấp đôi. Chu Thiên Cương là heo yêu thành tinh, vốn cũng đã cực kỳ béo, mà Phượng Dương Chu ra Chu Bất Quần thì lại càng thêm mập mạp, cứ như chỉ phát triển mỗi mình bề ngang thôi vậy. Thân thể của hắn chỉ sợ phải nặng đến 3 400 cân, cái đầu tròn vo như quả bóng, to gắn ở trên cổ, tứ chi thô to, bởi vì quá béo, thịt trên mặt ép lại nên đôi mắt còn được ti hí thỉnh thoảng lòe ra một vòng hàn quang làm cho người ta có cảm giác như đang nhìn một con heo siêu thịt đang mặc quần áo lăn qua lăn lại vậy diệp phúc thế nhưng không lại xem nhẹ hắn bên trong cơ thể chu bất quần chen trúc một kiện vũ bảo uy lực cực kỳ cường đại kết hợp với tâm pháp của hắn thời thời khắc khắc dần luyện thân thể thân thể cực kỳ cường hoành ngọc xanh quận chúa tiếp tục giới thiệu những người khác nàng là đệ tử hoàng tộc tình báo rộng khắp đối với các đệ tử của những thế gia lần này đến hoàng tuyển ma tông đều có chỗ minh mạch người được nàng chọn chúng thấp nhất cũng là tam phẩm vu sĩ. Bất quá mặc dù nàng là đệ tử hoàng tộc, thân phận tôn quý, vẫn có không ít người không để cho nàng mặt mũi, không có tiếp nhận lời mời. Có thể tới đến hoàng tuyển ma tông đều là đệ tử của các môn phái, thế gia đại phiệt nổi tiếng, tâm cao khí thịnh, không có ai ra gì. Sao chịu đơn giản bị nàng thu làm đệ tử di chứng được? Chỉ sợ kể cả những người mà nàng lôi kéo cũng có tâm tư riêng mà thôi, đáy lòng cũng không phải là hoàn toàn thần phục nàng trong bốn người còn lại có bạch uyển quân của thượng phủ tướng quân bạch gia cùng nàng là chi gia hảo hữu ngọc xanh quận chúa đối với thiếu nữ này cực kỳ tôn sùng đánh giá là tứ phẩm vũ sĩ bạch uyển quân là cô nàng lãnh đạm đối với bất kỳ người nào kể cả ngọc xanh quận chúa đều là không mặn không nhạt một mực giữ im lặng còn có một thanh niên mục quang âm trầm là đệ tử của vạn triệu sơn tên là nhâm lệ tam phẩm vũ sĩ cũng là một ma đầu ác tính đầy mình đã hoành hành 18 châu hà sóc còn có một người là thế tử của thương châu bàng vương phủ Bàng An Quốc, tam phẩm vu sĩ. Bàng Vương Phủ là lão bài thế gia, trong năm đại tần khai quốc, bàng gia tổ tiên đi theo tần hoàng, chinh phạt bốn phía, lập nhiều chiến công hiển hách. Khác với Thanh Châu Lương Vương Phủ, bàng gia cũng không có súng dốc, ngược lại ngày càng phát thịnh, thế lực càng ngày càng mạnh. Còn lại một người là Thái Thiệu Kiệt của huyền Minh Tông, cũng là tam phẩm vu sĩ, mục quang một mực quét tới quét lui ở trên người Diệp Húc đệ tử Huyền Minh Tông đi cùng hắn còn có hai người, bất quá hai người kia tu vi tuy cao hơn hắn, nhưng lại chỉ là nhất phẩm nhị phẩm vũ sĩ, không được Ngọc Xanh quận chúa để ở trong mắt mà là chỉ mời hắn. Thái Tiểu Kiệt nhận được lời mời của Ngọc Xanh quận chúa, liền không để ý đến sự phản đối của Vạn Trưởng lão, lập tức vứt bỏ hai vị sư huynh đệ, gia nhập vào trận doanh của Ngọc Xanh quận chúa. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể trở thành đệ tử Hoàng Tuyền Ma Tông, Huyền Minh Tông chính là một phế vật tùy thời có thể vứt bỏ, căn bản không đáng lưu ý. Tuy Diệp Phúc thân mang danh ma đầu, nhưng những người này ai nấy đều thanh danh to lớn, tính tâm lễ lừng, cũng không ai kém hắn, bởi vậy đối với hắn cũng không phải là tập phần quan trọng. Xanh muối, bản thái tử có thể gia nhập hay không? Một thanh âm len keng hữu lực truyền đến, Diệp Phúc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một năm tử trẻ tuổi khi Vũ Hiên Ngang đang được rất nhiều mỹ nữ vây quanh, ung dung đi tới. Người này nghi biểu không tầm thường, khí độ ung dung, rất có phong tư của một đại nhân vật. Cạnh hắn, nguyên một đám thân thể mềm mại, Hình dung mỹ hảo, quốc sắc thiên hương, làm cho người ta cực kỳ hâm mộ không thôi. Ngọc xanh quận chúa nhắn tỉnh sáng lên liền cười nói: "Ngọc thái tử chịu gia nhập, Ngọc xanh tự nhiên hoan nghênh rồi." Nàng quay đầu lại hướng Diệp Phúc giải thích nói: "Vị này là Ngọc thái tử, là thái tử của Nam Hải lại Mã Lai, Đào Quốc." Ngọc thái tử trong mắt thẳng quang lóe lên, một quang rơi vào trên người của Diệp Phúc, hơ lại một tiếng nói: Danh mối việc này chính là Hắn đối với Ngọc Xanh quận chúa Hiển nhiên cũng có khải du chi tâm Nhìn thấy nàng chỉ hướng Diệp Phúc giới thiệu chính mình Quan hệ với Hiệp Diệp Phúc so với những người khác càng thêm thân mật Trong nội tâm có chút không vui Ngọc Xanh quận chúa cười Đem Diệp Phúc giới thiệu một phen Nàng nói Ngọc Thái Tử Người ở hai ngoái còn không biết danh đầu của Diệp Huynh đâu Diệp Huynh tuy tu vi thấp Nhưng thực lực cũng cực kỳ cao thâm Ngọc Thái Tử một quang càng thêm rất lạnh, gắt gao nhìn thẳng Diệp Phúc. Hắn cửa lạnh nói. Nguyên lai chính là Diệp Thiếu Bảo Kỳ bản thái tử tại Lạc Gia Sơn làm khách kia Nghe được huệ âm tông tông chủ đề cập qua tên của ngươi rồi Mộng Muội cũng bởi vậy Phụng mệnh xuống núi Không thể cùng bổn vương thân cận Tất cả đều là bởi vì tiểu tử ngươi cả Ồ Ngươi có vẻ rất thân thuộc với Lạc Gia Sơn thì phải Diệp Phúc một quang chấp động cười nói Ngọc Thái Tử cười ngạo nghễ Ta cùng với mộng muội Lưỡng tình tưng duyệt Đâu chỉ rất thân thuộc đâu Tiểu tử Ngươi bị mộng muội ngàn dặm đuổi giết Chắc hẳn nhất định rất khó chịu phải không Xanh muội Loại người đê tiện này Cùng mộng muội của ta có kiểu án Kính xin xanh muội đá hắn ra đi Miễn cho để ta khó chịu Trong mắt Diệp Húc sắt khí này mầm Ngọc xanh quận chúa vội vàng cười nói Hai vị làm gì tức giận như vậy chứ Các ngươi đều là khách quý của Ngọc xanh mời tới Còn phải đồng tâm hiệp lực cho Ngọc xanh một cái mặt mũi Không cần phải đấu khí như thế nào Ngọc Thái Tử không kiêng nể gì nhìn về phía khuôn mặt của của nàng cười nói ngọc xanh muội mối đã mở miệng bản thái tử tạm thời bung tha cho tên đê tiện này một máng không cùng hắn sau đó xanh mối vài năm không gặp rồi người cũng đã trổ mã ra rồi ngày càng động lòng người khiến cho bản thái tử thấy cũng phải động tâm kìa ngọc xanh quận chúa hàm hồ một câu an ủi diệp phúc nói hắn là thái tử của đảo quốc mã lai tính tình lớn tu vi cao diệp huynh nhường nhịn một chút đi có hắn chúng ta hơn phân nữa có thể thông qua khảo thí của hoàng tuyền ma tông rồi diệp phúc ca cười nói loại chuyện nhỏ nhặt này ta cũng không để bụng đâu hắn cười cực kỳ vui vẻ khiến cho ngọc xanh quận chúa có một loại cảm giác sần tóc gáy cảm thấy có chút không ổn bất quá ngọc thái tử là hoàng thất thái tử của đảo quốc mã lai quyền cao chức trọng hơn nữa lại là tứ phẩm vu sĩ thực lực cực kỳ mạnh trong lòng nàng giá trị của hắn còn xa hơn diệp phúc bởi vậy nàng cũng không muốn khuyên giải Lúc này, đội ngũ tăng nhỏ của bọn họ tính cả Diệp Phúc đã có 8 người, mà vũ sĩ các nơi tập trung đến Hoàng Tuyển Ma Tông, Sơn Môn cũng phải đến hơn ngàn người, cũng có không ít vu sĩ đang liên hợp lại. Quận chúa, không bằng tăng thêm sư huynh Quý Khang của ta đi. Diệp Phúc kéo Quý Khang qua, cười nói, Quý Khang kinh sợ có chút không biết làm sao. Ngọc Xanh quận chúa trần chừ một lát, cười khổ mà nói, Quý sư huynh tiến đến cũng không sao cả, bất quá Hoàng Tuyển Ma Tông lần này chỉ lựa chọn 30 đệ tử, trong hơn ngàn người chọn lựa 30 đệ tử cạnh tranh thảm thiết chỉ sợ quý sư huynh rất khó sống đến cuối cùng thôi quý khang sắc mặt trắng bệch trong nội tâm tuyệt vọng vạn phần một ngàn thiên tài vũ sĩ trúng tuyển chỉ có 30 người hắn khẳng định kết quả của mình vô cùng thê thảm hắn nguyên vốn cũng tâm cao khí ngạo sau khi đi vào hoàng tuyển ma tông thì đã bị đả kích đến thương tích đầy mình kiêu ngạo trong lòng sớm đã không cánh mà bay diệp phúc lạnh nhạt nói quận chủ yên tâm đã có ta ở đây rồi quý sư huynh tuyệt sẽ không liên luyện các người đâu Ngọc Thái Tử cười lạnh mà nói hm, Hai kẻ đây tiến Chết cũng không biết chết thế nào mà Cho bọn họ gia nhập cũng không sao cả Dù sao thì chẳng biết lúc nào bọn họ sẽ mất mạng Lên luyện đến bản Thái Tử sao Bọn họ căn bản không có cái mệnh này Diệp Phúc sắc mặt lạnh nhạt Mắt điếc tai ngơ Xuân Trịch Thủy Trường lão muốn nói lại thôi Há to miệng nhưng Thủy Trung không nói gì cả Chính vào lúc này Đột nhiên bốn cố khí tức cuồn cuộn hiện ra trên không trung của Hoàng Tuyền Ma Tông Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn lão giả mặc quyền bào hiện ra ở trên không trung cương thiết cự thành bốn vị lão giả này mặt không biểu tình khí tức cực kỳ minh mông khủng bố chấn động hư không bốn phía không gian từng đợt lắc lư ông một tiếng một bức họa cuộn tròn được trải ra chỉ một thoáng biến thành mấy trăm dặm lớn nhỏ từng dãy núi từ trong bức họa hiện ra trông rất sống động một mặt của bức họa này nằm ngửa lên trong không trung một mặt khác lại biến mất trong hư không cứ như thể xuyên thấu qua một thế giới không biết tên nào đó khác vậy Hoàng tuyển ma tông thiên ma sách sao Ngọc xanh quận chúa nghẹn ngào Thấp giọng hô Hoa dung biến sắc Diệp Phúc trong lòng chấn động Bức họa này chắc hẳn là trọng bảo của Hoàng tuyển ma tông Bảo hồn giới trong đó Tuy kém hơn so với tiên sơn thanh điện đồ Mà tây hoang luyện chế Nhưng cũng không khác nhau là lắm Không hổ là một trong những môn phái ma đạo lớn nhất Một thuyền bào lão giả trầm giọng nói những tù sĩ tham gia chọn lựa vũ sĩ tuổi chưa đến 30 Thực lực chưa tới đan đỉnh kỳ đều có thể tiến vào thiên ma hí Những người khác đều nói hết thấy hãy rời đi Một thuyền bào lão giả khác trầm giọng nói Thiên ma sách có vào không có ra Chỉ khi tất cả những vô sĩ tham gia chọn lửa Còn lại có 30 người Thiên ma sách mới có thể lần nữa mở ra 30 người còn sống kia chính là đệ tử của hoàng tuyển ma tông ta Hiện tại hối hận rời khỏi còn kịp Nếu không tiến vào thiên ma sách rồi thì liền không có cơ hội quay đầu lại nữa đâu. Không ít người do dự, lúc này có người kêu lớn. Được, ta rời khỏi. Có người dẫn đầu lại có hơn 200 vũ sĩ tuyên bố rời khỏi. Vũ sĩ còn lại cũng có 7-800 người, đều là hạng người tâm như thiết thạch đối với chính mình đầy tin tưởng. Chọn lựa bắt đầu. Một hắc y trưởng lão của Hoàng Tuyển Ma Tông trầm giọng nói, lập tức không biết bao nhiêu người phóng lên trời, vùi đầu vào trong thiên ma sách, biến mất không thấy đâu nữa. Ngọc Xanh quận chúa vội vàng quát lên. Chúng ta cũng chạy nhanh đi vào, nhớ kỹ, thiên ma sách thông với thể không khác, nguy hiểm nặng nề, ngàn vạn lần đừng có tách ra. Những người khác cũng vội vàng đuổi theo nàng, gào thét phóng tới bảo hồn giới thiên ma sách. Đợi tiến vào bảo hồn giới này xong, Diệp Phúc phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy trong thiên ma sách dãy núi san sát, một cô hắc ám ma khí trên không trung quấy đảo, mà ở phương hướng hư không mà thiên ma sách biến mất thì có một cái động cự đại không biết thông đi nơi nào xanh muối ngươi đi theo sau lưng bản thái tử chúng ta thân cận thân cận nào ngọc thái tử cười nói những người khác là nhân chủng đê tiện những người này ở trong mắt bản thái tử chính là gà đất chó cánh vất tay có thể diệt được ngọc xanh quận chúa lá mặt lá trái cười nói thái tử không thể nói như vậy được hai vị hoàng huynh của ngọc xanh đều là nhân kiệt không thể khinh thường ngọc thái tử cười ha ha ngạo nghễ mà nói Hừm gặp được bản thái tử chỉ có thể coi lại bọn họ không may thôi ở trước mặt bản thái tử ngọc thái tử phía sau hắn chuyển đến thanh âm không đạm không nhạt của diệp phúc cắt đứt lời của hắn ngọc thái tử giận tí mặt quay đầu lại quát lên nhân chủng đế tiến năm lần bảy lượt chọc giận ta xem ra ngươi là chán sống rồi hắn vừa mới quay đầu lại chỉ thấy diệp phúc thò ra một cái đại thủ khô gầy một tay liền chế trụ đầu lâu của hắn năm ngón tay của Diệp Phúc khẽ tăng thêm một chút sức lực, khẽ cười mà nói: "Thái tử của một cái đảo quốc tiểu bang nhỏ bé, man mói, chẳng chút tí nghĩa nào mà cũng dám giết gào với ta sao? Gọi ta là đê tiện nhân chủng sao?" Vừa rồi trong sân môn, ta không tiện động thủ, nhẫn nhịn người lâu ngày, hiện tại ta liền từng chút, từng chút một mà bóp chết ngươi. Ngọc xanh quận chúa hồn nhiên không ngờ rằng, Diệp Phúc rõ ràng vừa mới đi vào trong thiên ma sách, liền lập tức cứ ngọc thái tử mà hạ sát thủ, vội vàng khuyên nhủ hai vị dừng tay ngàn vạn lần đừng tổn thương hòa khí bọn chu béo cười ha hả đứng ở một bên cũng không khuyên bảo xanh muội muội không cần khuyên bản thái tử muốn tự tay xử trí tên đê tiện nhân chúng dám cả gan đụng vào ta này ngọc thái tử tức giận chít gào dùng sức giấy rụa chỉ cảm thấy đại thủ của diệp phúc chế trụ đầu của hắn lực lượng càng lúc càng lớn hắn nộ ra nụ cười bản thái tử hiện tại sẽ giết ngươi cho người bị chết vô cùng khó coi phá cho ta chân nguyên của hắn phóng lên trời hóa thành một đạo trường hà mãnh liệt bành trướng trực tiếp ép xuống diệp húc dòng trường hà này xông qua người diệp húc diệp húc như trước không chút sức mẻ đại thủ lại tăng thêm lực lượng hiển nhiên sát cơ đại động muốn cho ngọc thái tử này nếm thử tư vị của tử vong thiên hoàng dục hỏa đại pháp ngọc thái tử nha răng cười thực nguyên trường hà đột nhiên hóa thành một con phượng hoàng to lớn không gì so sánh được quanh chân tràn ngập chân hỏa hừng hực đưa hắn cùng với diệp phúc kết thảy bao phủ lại tại bên trong chân lửa không ngừng tôi đốt bành trứng sóng nhiệt đám đông bức mở rời khỏi vài trăm mét như trước chỉ cảm thấy sóng nhiệt bức người thực lực của ngọc thái tử xác thực là thâm bất khả chắc không hổ là tứ phẩm vô sĩ mà ngọc xanh quận chúa thầm nghĩ trong lòng kỳ thực ta còn là thật thâm mộ diệp thiếu báo đáng tiếc diệp húc đám chìm trong chân hỏa mân ti bất động con hỏa phượng này người mặt lên trời lệ tiếu thỏ ra hai móng gắt gao bắt lấy hai vai của hắn tính toán đưa hắn xinh xinh xé mở chết đi cho bản thái tử ngọc thái tử cười ha hả chỉ cảm thấy đại thủ của diệp phúc càng ngày càng nặng về đến nỗi mạch máu trong đầu của hắn đều cơ hồ bạo liệt nghiêm nghị quát lên diệp phúc tùy ý cho hòa phượng bắt lấy hai vai của mình ra sức xé rách thân hình như chiếc vững vàng đứng ở giữa không trung đại thủ vẫn chế trụ đầu của ngọc thái tử một chút phát lực hảo hảo rõ ràng có thể bức bách bản thái tử xuất thực lực chân chính đây tiện tiện nhân trùng ngươi có thể xem như chết cũng không đáng tiếc rồi bảo sơn ấn đi ra cho ta đỉnh đầu của ngọc thái tử hiện ra một mặt tại ấn mặt tại ấn này hiển nhiên cũng là trọng bảo cực kỳ khó có được phẩm giai có thể bức vu bảo cấp chấn giáo trong chớp mắt liền to như dãy núi đập tới đỉnh đầu của diệp phúc hắn cười lạnh nói đấu với ta sao ngươi sẽ chết cực kỳ thê thảm diệp phúc vẫn là đứng nguyên tại chỗ không tránh không né đỉnh đầu của hắn đột nhiên nhảy ra một tòa ngọc lâu ba tầng trong lâu nhảy ra một đầu đại hắc hùng vung lên một mặt thiết thuyết chiến kỳ liền hướng bảo sân ấn bay tới chỉ nghe oanh một tiếng tòa bảo sân ấn liền bị thiết thuyết chiến kỳ cuốn bay ngọc thế tử sắc mặt kịch biến thất thanh mà nói vù bảo cấp chấn giáo sao lại phành một tiếng trên đầu của hắn một mạch máu nổ tung lập tức huyết lưu đầy mặt diệp phúc mỉm cười nói ta nói bóp chết ngươi liền bóp chết ngươi tuyệt không dung thêm một đầu ngón tay Ngọc Thái Tử sắc mặt tái nhợt, vội vàng quát lên: Xanh muối, xanh muối, cứu ta! Ngọc Xanh Quận Chúa cũng là sắc mặt kinh dị bất định, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Húc, hồn nhiên không ngờ rằng tam phẩm vu sĩ như Diệp Húc cư nhiên đem một tứ phẩm vu sĩ là Ngọc Thái Tử gắt gao khắc chế, thậm chí còn không sử dụng toàn lực. Trên mặt của nàng có vẻ không đành lòng lên tiếng nói: Diệp Huynh, Ngọc Thái Tử dù sao cũng là Thái Tử Mã Lai đảo quốc, hơn nữa thực lực cao thâm, chúng ta ở trong bảo hồn giới còn cần mượn nhờ thực lực của hắn ta không bằng bán cho ngọc xanh một cái mặt mũi diệp phúc chế trụ đầu của ngọc thái tử giống như nắm một con gà con hắn mỉm cười nói Hừ, thực lực của hắn cao thâm sao vậy ta đây là lại là cái gì ngọc xanh quận chúa kinh ngạc vạn phần không biết nên nói cái gì cho tốt nàng vẫn cho rằng diệp phúc là tam phẩm vu sĩ không nghĩ tới diệp phúc với tư cách tam phẩm vu sĩ lại gắt gao khắc chế tứ phẩm vu sĩ là ngọc thái tử lực lượng của hắn hiển nhiên so với ngọc thái tử cao minh hơn không biết bao nhiêu lần răng sắc một tiếng ngón tay Diệp phúc dùng thêm chút lực đem một khối xương sọ của ngọc thế tử bóp nát ngọc thế tử sợ tới mức khổn phi phách tán vội vàng cao giọng nói diệp huynh bạn bản Thế tử sai rồi cậu Nguyên buông tha cho ta hiện tại ai là đê tiện nhân chúng diệp phúc cười lạnh nói ngọc thế tử nghiêm nghị nói ta là ta là ta đê tiện nhân chúng kính xin diệp huynh giơ cao đánh khẽ buông tha cho tên tên đê tiện nhân chúng như ta đây được ngón tay của Diệp Phúc dùng sức đem đầu của hắn về đến nát bấy, tâm niệm vừa động, chân nguyên chảy ra hóa thành một dòng nước chảy, đến rửa sạch vết máu trên tay, rồi mỉm cười nói: "Quận chúa, chư phí hiện tại chúng ta có thể xuất phát được rồi." Ngọc xanh quận chúa ngẩn ra trong chốc lát mới hồi phục lại tinh thần, sắc mặt không vui trầm giọng nói: "Diệp huynh, Ngọc thái tử đã chịu thua, vì sao ngươi còn muốn giết hắn vậy?" Diệp Phúc tâm niệm vừa động, đỉnh đầu chân nguyên hình thành kim vân, từ trong đó bay ra một con kim dao dài hẹp, đem những thứ cất giấu trong ngọc lâu của ngọc thái tử kể cả khối bảo sơn ấn hết thảy lấy đi hắn mỉm cười nói quận chúa ta đã đắc tội với hắn nếu như lại buông tha hắn người cho rằng hắn sau này tìm được cơ hội có bỏ qua cho ta không hắn nhẹ giọng cười nói cùng loại người này lên thủ ta làm sao có thể yên tâm giao phía sau cho hắn được không yên tâm giao phía sau cho hắn ngươi liền muốn giết hắn sao ngọc sinh quận chúa có chút tức giận nói giờ phút gật đầu phải không sai Ngọc Xanh quận chúa còn định nói thêm, đột nhiên chỉ nghe Chu Bất Quần cười ha hả, điểm như nói: "Giết rất tốt, giết rất tốt à, quận chúa, loại người này mở miệng là một tiếng đê tiện nhân chúng, ngay cả chúng ta trong mắt hắn đều là đê tiện nhân chúng. Giết cũng đã giết rồi, hắn không đáng cho quận chúa vì hắn mở miệng đâu." Nhâm Lệ mặt mỉm cười, gật đầu nói: "Nếu như Diệp huynh không giết hắn, ta sớm muộn gì cũng sẽ giết, giết hắn thôi." Có hắn đơn giản sẽ phá hỏng đoàn kết giữa chúng ta Loại người này giết rất tốt mà Thái Thiệu Kiệt mỉm cười nói Vật quá để khiến cho ta có chút hứng thú Chính là Diệp Huynh sắc thực Thực lực cực kỳ tinh thâm Nếu như người không đánh lén thì Diệp Huynh Có mấy phần nắm chắc sẽ xử lý được Ngọc Thái Tử đây Ngọc Xanh Quận Chúa thở dài một tiếng Biết rõ Ngọc Thái Tử nhân phẩm quá kém Nếu như giữ hắn lại Nhất định sẽ làm tiểu đoàn thể này của mình sụp đổ Nghe thấy Thái Thiệu Kiệt nói thế trong nội tâm của nàng cũng có vài phần nghi hoặc cao thấp dò xét Diệp Húc. Nàng nguyên bản phán đoán Diệp phúc là tam phẩm vũ sĩ, chiếm cứ vu bảo, vu pháp cùng kinh nghiệm tam phẩm, nhưng không ngờ Diệp phúc rõ ràng có thể đơn giản xử lý Ngọc Thái tử. Phải biết rằng Ngọc Thái tử là vũ sĩ tứ phẩm, nếu như chính diện giao chiến thì cho dù là nàng cũng phải mất một phen công phu mới có thể đem Ngọc Thái tử loại bỏ. Bởi vậy, nàng cũng có một chút hoài nghi, Diệp phúc có phải là che giấu thực lực hay không? Bạch Uyển Quân bục quang chấp động, hiếu kỳ dò xét Diệp Húc. Mọi người tại đây cũng biết Diệp Phúc là dựa vào đánh lén, một phát bắt được đầu lâu của Ngọc Thái tử, sau đó ngạnh xanh nhanh đem đầu của hắn bóp nát. Nhưng đối với thực lực chân chính của Diệp Phúc thì trong lòng vẫn còn có hoài nghi, thậm chí đến cô nàng lãnh đạm Bạch Uyển Quân cũng đồng lòng hiếu kỳ. Diệp Phúc khiêm tốn nói: "Chính diện Gia Phong, ta có bảy thành nắm chắc diệt trừ được hắn." Những lời này của hắn cũng không có nói quá, thậm chí còn có chút dấu bớt đi rồi. Hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công tới tầng thứ 9, hoàn toàn có thể nói là đạt tới trình độ không tưởng thậm chí đến cả đại diễn thần trung tàn phiến cũng không thể làm gì được hắn ban đầu ở dã lăng cốc diệp húc đối với bọn mộng xảo vân liễu như nhứ có dùng đại diễn thần trung tàn phiến đem đám cao thủ hỗn nguyên kỳ này hết thể luyện chết thậm chí đến cả dãy núi trong dã lăng cốc đều bị chấn đến bật lên hủy hoại chỉ trong chốc lát chính hắn tuy bị thương thế nghiêm trọng nhưng như trước không đủ để chí mạng khi đó diệp phúc liền ý thức được thân thể của mình đã cường hãn đến mức không thể tưởng tượng bảy thành nắm chắc sao Bạch Quyền Quân từ hồ nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm yên lặng nói: Ta cũng chỉ nắm chắc có bảy thành. Ngọc Sinh Quận Chúa cũng nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ: Ta có 10 phần nắm chắc, có thể đem Ngọc Thái Tử diệt trừ, thậm chí không thể để cho hắn tẩu tẩu được. Diệp Thiếu Bảo dùng tam phẩm sắc thực không đủ để hình dung thực lực của hắn ta, nhục thể của hắn quá mạnh, hẳn là tứ phẩm mới phải. Nói không chừng, có khi là tứ phẩm dưới cũng nên. Nàng nhìn thấy Diệp phúc diệt trừ Ngọc Thái Tử, liền biết thiếu niên này vô pháp vô thiên bất quá dùng thực lực của mình còn có thể áp chế được hắn nàng lại không biết bảy thành mà diệp phúc nói là chỉ khi hắn không hề sử dụng đến đại diễn thần trung tản phiến mà thôi nếu là vận dụng đại diễn thần trung tản phiến dùng thần trung ma âm một kích liền có thể đem ngọc thái tử chân vỡ chu bất quần một quang lập lòe đột nhiên ha ha cười nói pháp môn rèn luyện thân thể của diệp huynh nhất định cực kỳ cao minh không biết cùng ma hỏa luyện kim thân thân pháp của ta ai mạnh ai yếu đấy diệp phúc mỉm cười nói Vậy chú Huynh muốn thử một lần không Chú bất quẩn lắc đầu Hiển nhiên cũng không đủ nắm chắc là sẽ hơn hắn Ngọc xanh quận chúa Mục Quang không khỏi Lại rơi lên trên người tên béo này Hôm nay nàng ý thức được Chỗ mạnh của thân thể Diệp Phúc Trong nội tâm bất xác đem phẩm giai của Diệp Phúc Tăng lên một cấp bậc Mà chu béo cũng có một môn luyện thể thuật cực kỳ cứng hãn Làm cho nàng đối với tên mập tiêu lý tàng đao này Cũng có đánh giá cao hơn Chú bất quẩn Phẩm giai hẳn là cũng không phải là tam phẩm Thấp nhất cũng là tứ phẩm những người mà ta tìm được này Ai cũng không thể khinh thường được Nàng thầm nghĩ trong lòng Quý Khang đối với Diệp Húc triệt để tâm phục Hắn thầm nghĩ Đây mới thực sự là ngoan nhân Khó trách giáo chủ đối với hắn coi trọng như vậy Giờ phút này Đã có 7-800 vu đạo cao thủ Dũng mãnh đi vào trong bảo hồn giới Trong thiên ma sách Lập tức không gian phương viên mấy trăm dặm này Khắp nơi đều là một mảnh thanh âm sát phạt Không biết có bao nhiêu nhân vật thiên tài đang chết đi Cơ hồ qua mỗi một hơi thời gian liền có mấy người chết thảm Diệp Húc tâm niệm không khỏi thình thịch tập loạn, hắn đột nhiên nghĩ đến một chỗ mối chốt chính là lần này Hoàng Tuyển Ma Tông tuyển nhận đệ tử tuyệt đối là cơ hội lớn nhất từ trước đến nay để cho hắn đại phát tài. Nhiều cao thủ như vậy, nhiều cường giả như vậy, tài phú trên người nhất định là cực kỳ kinh người. Những người này đến từ ngũ hồ, tứ hải, các môn các phái, thậm chí có thế gia ở các địa phương, kinh thành hoàng tộc, bọn họ vì có thể gia nhập vào Hoàng Tuyển Ma Tông xác định vững chắc sẽ cầm ra tất cả tài phú của bản thân đánh cuộc một trận lớn đánh cuộc thắng chính mình một bước lên mây trở thành ma tông đệ tử thua cuộc chính là một chữ chết chết mất rồi thì tài phú trên người tự nhiên về người khác tất cả diệp phúc cũng không khỏi nghĩ đến hoàng tuyến ma tông sở dĩ từ trong những môn phái thế gia này trắng trợn trợn lợi đệ tử hơn phân nửa cũng là nghĩ đến điểm này dùng danh đầu ma tông đệ tử dụ dỗ những môn phái thế gia này phái ra đệ tử tối xuất sắc của bản thân gia nhập và trong tranh đoạt từ đó làm suy yếu thực lực của những thế lực này cướp đoạt tài phú của bọn họ làm giàu thêm cho hoàng tuyển ma tông kể từ đó ma tông tự nhiên càng ngày càng khổng lồ mà môn phái thế gia khác vĩnh viễn cũng mơ tưởng trưởng thành là quái vật khổng lồ bậc này cử động lần này của hoàng tuyển ma tông thực sự là dụng ý sâu xa không phải người thường có khả năng nghĩ đến được ngọc xanh quận chúa hiển nhiên không có nghĩ sâu xa như hắn nàng khẽ cười nói chư vị lần này là cơ hội để chúng ta phát tài chỉ có trắng trận cướp đoạt tài phú của những người khác thì sau khi chúng ta trở thành ma tông đệ tử mới có thể đứng vững trong ma tông được nếu không cho dù trở thành ma tông đệ tử không có tài lực cũng sẽ bị người khác xem thường đúng là như vậy bọn chú bất quần đều quỳ to sắt khí um tùm hoàng tuyển ma tông chỉ lấy ba mươi đệ tử đem tài phú của bảy tám trăm thiên tài tụ tập vào trong tay của ba mươi người mỗi người cơ hồ cũng có thể tập hợp ra được tài phú của một môn phái cỡ nhỏ rồi mà đạo ta thừa hành phép thắt cạnh tranh với trời nhược nhục cường thức đã đi vào hoàng tuyển ma tông vậy thì không cần cố kỵ mọi người buông tay ra đại chiến một hồi bọn họ tu luyện đều là ma đạo tâm pháp cả đám đều là ma đạo vũ sĩ không có một người nào là hạng người nhân từ nâng tay chỉ có quý khang là mới ra đời nhưng là nghe được nhiều người giống to như vậy cũng không nhịn cảm xúc bành trướng kích động đến không thôi điểm son trên mi tâm của ngọc xanh quận chúa đột nhiên vỡ ra một quyển trận đồ hiện lên tăng một tiếng bao phủ phạm vi vài dặm đưa bọn họ tám người hết thảy bao phủ vào trong đó trận đấu này dần dần trở, trở nên nhàn nhạt, nhạt, chỉ để lại bảy cái môn hộ cùng với trung ương mắt trận nàng đứng ở trong mắt trận cười khinh khách nói chư vị đây là đại trận phụ vương ta tự tay luyện chế ở trong quân tức là chân vũ thất kiếp trận ngọc xanh đến chủ trì trận pháp các vị tất cả chiếm cứ một kiếp có trận đồ này bảo vệ chư vị đại khái có thể bung tay ra chấm giết được rồi bạch quyền quân hành động đầu tiên cô nàng lãnh đạm này không nói một lời trực tiếp đáp đến một cửa tiến lên một kiện vũ bảo như túi lưới, xẹt một tiếng bay ra trong vòng hơn 10 dặm. Cái túi lưới này càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành phương viên hơn 10 mẫu lớn nhỏ, một cây sợi tơ sáng loáng như kiếm, đem đầu của hai gã vô sĩ đang chém giết bao lại. Lưới lớn co rút lại, đem hai người này cắt thành mảnh nhỏ. Đồ đạc của bọn họ trong Ngọc lâu vừa mới rơi xuống, liền bị Bạch Uyên Quân dùng túi lưới thu hồi vào trong Ngọc lâu của chính mình. Những người khác thế thế đều chứng cứ một toán hỗn hộ thi triển thủ đoạn mạnh nhất của chính mình, hướng các vô sĩ khác mà công tới. Diệp Húc cũng chiếm cứ một môn hộ, tâm niệm vừa động, trên trăm đầu kim giao mạn thiên phi vũ, hóa thành kim giao tiễn, chặn đường cắt kéo những vũ sĩ đơn độc. Hắn tu vi đạt tới chân nguyên kỳ, tuy chân nguyên không hùng hậu bằng dung nguyên kỳ, nhưng chất lượng lại vượt xa dung nguyên kỳ. Kim giao tiễn nuôi lực cực lớn, cùng vu bảo của những người khác so sánh thì cũng không thua kém chút nào. Gặp được vũ sĩ tu vi hạo nguyệt kỳ, thường thường một kéo liền cắt thành hai. Sau khi cắt chết đối thủ, kim giao liền song song thích ra, là hai con kim giao như cũ bắt lấy đồ trong ngọc lâu của đối phương rồi quay trở lại trong ngọc lâu của hắn ngọc lâu tọa lạc phía trên kim vân trên đỉnh đầu của hắn kim giao bay và bay ra mang đến từng đống từng đống tài vật làm cho người ta đỏ mắt không thôi nếu là đem tất cả mọi người hết thảy giết chết 365 mặt tinh phiên của ta ít nhất có thể luyện ra được 30 mặt rồi Diệp Húc cũng chỉ là suy nghĩ một chút nếu như đem tất cả mọi người diệt trừ chỉ còn lại có một người hắn Hoàng Tuyền Ma Tông khẳng định không đời nào chịu Lại nói hắn cũng không có loại thủ đoạn kinh thiên động địa như vậy Ngọc Xanh Quận Chúa thao túng trận đồ Tại trên không bảo hồn giới Trong thiên ma sách mạnh mẽ đâm tới Giống như một đóa thương vân trôi nổi ở giữa không trung Không ngừng có vua pháp vua bảo Từ đó bắn ra Đem vua sĩ không kịp trốn tránh đánh chết Có rất ít người là địch được với sức lực của bọn họ hợp lại Có thể cùng bọn họ chống lại vài cái hiệp Thường thường là tam phẩm Tứ phẩm vua sĩ thực lực cực kỳ cường đại Bất quá khi gặp được một kích to do đám người liên thủ thì đến cả cường giả hỗn nguyên kỳ cũng muốn điên cuồng nuốt hận tại chỗ diệp... phúc chú ý tới không chỉ có bọn họ có được trận đồ như chân vũ thất kiếp trận không ít vô sĩ khác cũng tạo thành đoàn thể cũng có được trận đồ cùng loại những vô sĩ này liên hợp lại chém giết tranh đấu lẫn nhau thiên ma sách bảo hồn giới lập tức biến thành một chiến trường huyết tinh khoảng chừng hơn 10 tòa trận pháp ở trong thiên ma sách xuyên qua xuyên lại giống như nhiều đám mây đủ mọi màu sắc vậy còn có không biết bao nhiêu vô sĩ trốn trong núi sâu của bảo hồn giới né tránh nhận pháp đánh sâu vào mặc dù là trong những núi lớn này cũng có không ít người đang chém giết lẫn nhau đây là một trường giết chóc thịnh yến giữa các tinh anh đệ tử của ma đạo có thể từ đó còn sống đi ra đều là những người cực giỏi có thể gọi là thiên tài trong thiên tài nhân kiệt trong nhân kiệt diệp phúc biết rõ cái này chỉ là mở màn đào thải vũ sĩ thực lực không đủ mà thôi đợi đến kỳ sau còn lại toàn bộ đều là cao thủ khi đó mới là chân chính đại chiến Đến lúc đó, tài phú của 7 800 người tập trung vào tay hơn 10 người. Tài phú của mỗi người đều đủ khiến cho người ta lưu lưỡi, làm động lòng người. Âm um, âm. Um. mục Một quang của Diệp Phúc nhìn theo tiếng động quét tới, thấy một chiếc chiến xa đang lái tới. Mộ Dung Thủy đứng trên chiến xa, đầu đội ngọc quan băng lãnh, cặp môi đỏ mọng, hàm răng trắng sáng, tuổi cùng dáng người tuy nhỏ lại uy phong lẫm lẫm. Quanh thân của hắn hiện hiện một đầu đằng xa, mảnh hẹp, dài đến mấy chục mét, sau lưng mọc lên vô số đôi cánh tùy ý thắt cổ đối thủ những đằng xà này khoảng chừng hơn trăm đầu cơ hồ không có địch thủ đột nhiên hơn trăm đầu đằng xà sắc nhập cùng một chỗ hóa thành một cự xà dài đến vài trăm mét xoay vòng chung quanh hắn cùng một tòa trận đồ âm ầm, ầm mà đánh tới đụng vào nhau đem đối phương bức lui triệu du các người không xứng là đối thủ của ta hắn lạnh lùng nói chủ trì tòa đại trận này chính là tam vương tử triệu du thế tử Một quang âm trầm quanh thân long khí tràn ngập trong dòng chảy chân nguyên trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cây chiến kích đen nhánh được chân nguyên của hắn làm dịu ông một tiếng biến hóa ra dài khoảng trăm thước hung hăng hướng mộ dung thủy đánh xuống đây là một kiện vu bảo cấp chiến giáo mang theo uy năng tràn trề ổn trọng như núi mộ dung thủy có chút cờ lạnh trong kiến xa đột nhiên bay ra một mặt đại thuẫn mặt đại thuẫn này do vài chi không rõ quy giáp tạo thành xếp đặt thành ký hiệu nặng nề mỗi một phiến đều dài mấy xích đón đỡ cú bổ nặng trịch của chiến kích đoang chiến kích rơi vào phía trên đại thuẫn lập tức hỏa quang văng khắp nơi bị chấn cho cao cao bắn lên xa chỉ nghe thanh âm khanh khách xèo xèo truyền đến mặt đại thuẫn này đột nhiên phân giải hóa thành từng khối từng khối quy giáp mạn tiên phi vũ cấu kết thành trận chùm ngược lại trận đồ của triệu du thế tử vu bảo của mộ dung gia quy linh phục ma đại trận ư triệu du một kích không trúng lập tức thu hồi chiến kích điều khiển trận đồ hướng xa xa bay đi né tránh quy linh phục ma đại trận hắn cũng lôi kéo không ít vũ sĩ kết thành đại trận vốn định đem mộ dung thủy nhất kiểu anh giết thật không ngờ mộ dung thủy tuy chỉ là một người nhưng thực lực quả thực mạnh mẽ nếu như cùng hắn liều mạng tất sẽ đại hao nhân thủ bây giờ lại bắt đầu một vòng trận lửa chi bằng khoan cùng cao thủ như vậy liều mạng đợi đến hậu kỳ mới là thời cơ diệt trừ tiểu tử này hắn thầm nghĩ trong lòng diệp húc một quang chấp động khi triệu du thế tử cùng mộ dung thủy đối phó với các cao thủ khác căn bản chưa từng vận dụng vu bảo cấp chân giáo trong nháy mắt hai người giao thủ mới đưa lá bài tẩy của mình ra giúp hắn có thể nhìn tận tường hai người bọn họ có được vu bảo cấp chân giáo nói như vậy ngọc xanh quận chúa cũng có thể là có một kiện không biết đến tột cùng là cái gì đấy diệp phúc quay đầu lại nhìn nhìn ngọc xanh quận chúa hắn thầm liếc rồi thầm nghĩ những hậu nhân này của danh môn đế vương gia cũng không thể khinh thường được không phải bọn hắn không có trọng báo mà là với thực lực của người khác còn chưa đủ để khiến cho bọn họ vận dụng mà thôi xem ra đến hậu kỳ nhất định sẽ có một hồi ác chiến đem thực lực của những người này hết thảy bày ra diệp húc có chút trầm ngâm một kiện vu bảo cấp chấn giáo vượt xa bảo vật bình thường nếu là đổi lấy bảo vật khác thì hoàn toàn có thể đổi lấy một đống tài liệu làm cho người ta phải nhận họng nhìn chân chối hoàn toàn có thể nói một kiện vu bảo cấp chấn giáo đổi lấy tài liệu liền đủ để cho hắn luyện chế ra một mặt đại chu thiên tinh phiên đây mới là tài phú khiến người ta động tâm nhất, cướp sạch những vô sĩ khác, cho dù cướp sạch vài chục người, thậm chí hơn trăm người, cũng chưa chắc có thể vơ vét đủ tài liệu cần thiết để luyện chế một mặt tinh viên. Nhưng nếu cướp sạch những ngũ phẩm vô sĩ này thì chỉ cần một người thôi lên đủ để luyện chế một mặt. Hắn không khỏi động tâm tư, không ra tay nữa mà là thu liễm tất cả chân nguyên, một ngón tay điểm lên mi tâm, lập tức mi tâm vỡ ra, hiện ra một con mắt sáng chói. Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ lập tức bắt đầu dẫn dắt Chu Thiên tinh lực tại trên không của chân vũ thất kiếp trận đồ hình thành một dòng nước xoáy cự đại tinh lực bằng bạc như một cây cột bảy màu từ trung tâm dòng nước xoáy rơi xuống liên tục không ngừng nhập vào mi tâm của hắn ngọc xanh quận chúa trong nội tâm cả kinh tinh tế dò xét chỉ thấy diệp Húc đắm chìm trong tinh quang thấy không rõ diện mục thiếu niên áo lam này lại những cơ hội ngồi quanh chân tu luyện trong trận đồ của nàng trong nội tâm của nàng vừa giận lại vừa buồn cười đồng thời cũng có chút kinh hãi trong mi tâm của hắn nhất định là có một trận đồ uy lực cực lớn uy lực thậm chí vượt xa chân vũ thất kiếp trận đồ của ta hơn phân nữa là vũ bảo cấp chân giáo xem ra trên người hắn xác thực có không ít bảo vật hắn mới vừa nói có tiền vốn cùng ta liên thủ chẳng lẽ trận đồ này chính là lá bài tẩy mà hắn chuẩn bị hay sao bốn vị trưởng lão ma tông chủ trì thiên ma sách bảo hồn giới một mực quanh chân ngồi ở bên ngoài thiên ma sách nhắm mắt ngưng thần mắt điếc tay ngơ không để ý chuyện bên trong khi diệp húc mở ra đại chu thiên tinh đấu trận đồ tác động đại chu thiên 365 tỏa tinh đấu, tinh lực như cầu vồng đều tuôn ra trong thiên ma sách. Bốn vị trưởng lão lập tức nhất tề mở to mắt, lộ ra vẻ động dung. Chủ thiên tinh cung tinh đấu cấm điển sao? Một vị trưởng lão sắc mặt biến hóa, lập tức đứng dậy, thấp giọng mà nói: "Chẳng lẽ là đệ tử Chu Thiên Tinh Cung trà trộn vào trong Hoàng Tuyển Thánh Tông ta sao?" Vị huyền bào trưởng lão lớn tuổi nhất sắc mặt cũng biến hóa, lập tức lắc đầu, trầm giọng nói: Chu Thiên Tinh Cung là một trong tam cung thần bí nhất, đặt song song cùng Hạt Nguyệt Cung, Thái Dương Thần Cung, thực lực còn ở trên Hoàng Tuyển Ma Tông ta, không có khả năng phái đệ tử trà trộn vào đây. Gần ngàn năm, nội tình Thánh Tông ta càng ngày càng hùng hậu, có bảo toàn tinh cung không sinh ra kiêng kỵ với Thánh Tông ta, phái ra gia gian tế cũng là hợp tình hợp lý thôi. Một trưởng lão khác cười lạnh nói: cho dù tinh cung phái ra gia gian tế cũng sẽ không thi triển ra tuyệt học của bọn hắn đại chu thiên tinh đấu cấm điển đi ra hơn vẫn nữa là có một vũ sĩ trong lúc vô tình tìm được tinh cung bí truyền không cần kinh hoàng ừ. vô luận hắn có phải gian tế tinh cung hay không người này đều phải trọng điểm chú ý diệp phúc cũng không ngờ rằng mình mở ra đại chu thiên tinh đấu trận đồ dẫn dắt tinh lực cư nhiên kinh động ma tông bốn vị trưởng lão giờ phút này hắn buông ra tinh thần ý niệm yên lặng tiến vào trong ngọc lâu xoáy lên rất nhiều tài liệu như ngọn tiểu sơn gió lốc trên xuống thẳng đến ngọc lâu của tầng thứ hai. Đợi đến không gian tầng thứ hai, Diệp Phúc lập tức đem viêm dương hồ lô tế lên, phóng thích viêm dương lôi hỏa ở trong đó ra, không ngừng đem các loại tài liệu đốt tan ra luyện hóa. Có chân vũ thất kiếp trận của Ngọc Xanh quận chúa bảo vệ, hắn quyết định thật nhanh, không hề lập sát các vũ sĩ si khác mà là khoanh chân ngồi ở trong môn hộ của thất kiếp trận, luyện chế thái dương tinh phiên. Đây là bởi vì luyện chế vu bảo cần hết sức chăm chú, không thể phân thần. Diệp Phúc đối với Ngọc Xanh quận chúa cũng có lo lắng cho nên mới giả bộ tu luyện kỳ thực là âm thầm luyện bảo Vũ sĩ chết ở trong tay hắn khoảng chừng hơn 10 người vì hắn vừa phép rất nhiều tài liệu hơn nữa hắn từ trước cũng có sưu tầm đủ để có thể đem hình thức ban đầu của thái dương tinh phiên mà luyện chế ra dùng thực lực của diệp phúc chưa đem chân nguyên luyện thành chân hỏa căn bản không có đủ thực lực luyện chế một kiện vu bảo cấp chấn giáo cho dù là hình thức ban đầu thì với tu vi của hắn cũng còn lâu mới có thể luyện được thậm chí có một số tài liệu cần lấy nhiệt độ cực cao đốt tan ra cho dù là chân hỏa của vũ sĩ hỗn nguyên kỳ cũng vô pháp mà hòa tan chỉ có luyện thành đan đỉnh dùng đan điền làm lô đỉnh mới có thể đem những tài liệu kia hòa tan có tiền vốn luyện chế ra vu bảo cấp chiến giáo bất quá diệp phúc thu hồi một kiện viêm dương hồ lô lôi hỏa dùng lôi hỏa đến đốt tan ra tài liệu không thể thích hợp hơn được nữa trong khoảnh khắc mấy ngàn loại tài liệu liền bị lôi hỏa luyện hóa đốt tan ra khu trừ tạp chất hóa thành nguyên thủy tinh thuần nhất khi đó diệp phúc mới lập tức thúc giục chân nguyên của mình dũng mãnh tiến vào ngọc lâu thẳng đến không gian tầng thứ hai những chân nguyên này hóa thành nguyên một đám thủ ấn huyền ảo phức tạp không ngừng đem nguyên một đám ký hiệu kỳ dị hết thảy đánh vào trong những tài liệu này những ký hiệu này là tinh đấu ký hiệu ghi lại trong đại chu thiên tinh đấu cấm điển từng cái ký hiệu đều là một tòa tinh đấu phải dùng chu thiên tinh lực mới có thể diễn biến thúc dục bởi vậy loại vu bảo như tinh phiên này cho dù người khác biết rõ phương pháp luyện chế nhưng không có tu luyện đại chu thiên tinh đấu cấm điển cũng vô pháp luyện chế chỉ thấy những tài liệu này thôn phệ lẫn nhau ngưng kết cùng một chỗ hóa thành một cây cột cờ màu đỏ lửa hệt như một cây cột sắt hình trụ bị đốt sạch đang quay cuồng quanh thân viêm dương lôi hỏa đứng sừng sững trên ma thiên nhai vậy cực kỳ phòng tay chỉ cần luyện chế ra thái dương tinh phiên cho dù là ngũ phẩm vũ sĩ ta cũng có thể đấu một trận trong thất kiếp trận diệp phúc nhắm chặt hai mắt chân nguyên trên đỉnh đầu hình thành kim vân bay ra nguyên một đám ký hiệu liên tục không ngừng dũng mãnh tiến vào ngọc lâu thẳng đến không gian tầng thứ hai, sau đó rót vào trong cột cờ. Tài liệu của hắn cũng đều hòa tan theo những ký hiệu này, lần lượt dung nhập vào gốc cây thiết trụ đỏ rực, khiến cho gốc cây thái dương tinh phiên càng ngày càng thô to hơn. Tài liệu của hắn rất nhiều, đến hơn 10 ngọn tiểu sơn. Giờ phút này, những tài liệu này dùng một loại tốc độ khủng khiếp tiêu hao, mấy hơi thở qua đi, liền có một tòa núi nhỏ tài liệu biến mất, bị hắn đốt tan ra luyện hóa, đánh vào bên trong cột cờ. Khoảng nửa canh giờ qua đi, tài liệu mà Diệp Húc cực khổ sưu tập liền bị hắn tiêu xài hơn phân nửa cho dù là như thế thì thái dương tinh phiên vẫn như trước chưa có toàn bộ luyện thành mà chỉ hoàn thành hình thức ban đầu miễn cưỡng có thể có uy năng của tinh phiên diệp phúc lập tức đem tài liệu khác ném vào trong lôi lửa đem chân nguyên ngưng tụ thành tơ đem những tài liệu này hòa tan kéo thành những sợi tơ vô cùng mảnh khảnh dần dần hình thành một mảnh vải cái này so với luyện chế cột cờ còn khó khăn hơn gấp trăm lần cần năng lực khống chế chân nguyên vô cùng tinh chuẩn chân nguyên tiêu hao cũng lớn hơn gấp trăm lần hắn chỉ kiên trì một thời, thời gian liền cảm giác được chân nguyên cơ hồ bị tiêu hao không còn diệp húc lập tức thúc giục đại chu thiên nguyên hóa chân kinh không ngừng hấp thu chu thiên tinh lực hóa thành chân nguyên duy trì chân nguyên không ngừng trong hồ lô viêm dương lôi hỏa dùng xong một phần liền ít đi một phần bởi vậy hắn quả quyết không thể dừng lại nếu không lôi hỏa trong hồ lô hao hết hắn liền chỉ có thể tu luyện tới đan đỉnh kỳ hoặc là tìm được lôi hỏa mới mới có thể đem thái dương tinh phiên luyện chế hoàn thành không xong Tốc độ luyện hóa chân nguyên của ta vẫn còn kém hơn tốc độ tiêu hao Trên trán của Diệp Phúc không khỏi thoát ra một hôi lạnh Ngọc xanh quận chúa thế thế Nhắn tình không khỏi sáng lên Chẳng lẽ hắn tàu hòa nhập ma sao Có cần xuất thủ tương trợ hay không đây? Người này tâm cao khí ngạo Ta rất khó thuyết phục hắn Lần này ngược lại là một thời cơ tốt để hàng phục hắn ta Nếu như hắn mở miệng cổ ta Tự nguyện làm nô bộc của ta Ta mới có thể trợ giúp hắn một tay được Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 41 của chúng ta tạm thời kết thúc tiện đây Cũng như các bạn cũng biết thì Khánh Duy đang uh, Có tí uh, Trăng tròn trăng méo Một tí thì uh, chưa được ra thường xuyên được uh, chuyện Thì uh, mong mọi người hết sức thông cảm <laughs> uh, Chúc mọi người chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại